Hello, xin chào các bạn. Mình là Dương và đây là Books and Me. Books and Me. Và ở video lần này thì mình sẽ nói về một cái chủ đề không liên quan đến sách lắm, nhưng mà nó cũng là một chủ đề mà mình cảm thấy rất là thú vị. Vì ở trong thời gian vừa qua ấy, thì mình vô tình lướt lại cái trang mạng xã hội Facebook của mình ấy, và mình nhận ra được rất là nhiều điều thú vị ở trong cái quá khứ của mình, và mình đã đúc rút được ra cái phần đấy cho cuộc sống hiện tại của mình rất nhiều. Và mình nghĩ là cái điều này nó cũng sẽ hữu ích cho các bạn, nên là mình phải làm ngay một video để chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề này. Ok, thì bây giờ hãy bắt đầu cái video này luôn nha. Và cái điều mà mình định chia sẻ cho các bạn ở trong video lần này ấy, đó chính là tạo một cái cuốn nhật ký trực tuyến. Cuốn sao lại là cuốn nhật ký trực tuyến mà không phải là một cuốn nhật ký bình thường? Mà bởi vì ấy, thì cái cuốn nhật ký trực tuyến ấy, đó là một cuốn nhật ký có thể giúp bạn lưu trữ cả là văn bản này, hình ảnh này, video này, hay là đoạn ghi âm này. Đấy, thì các bạn sẽ có một cái cuốn nhật ký nó sinh động hơn, nó thú vị hơn, và bạn sẽ có nhiều thông tin hơn để làm cái bài học cho tương lai của mình từ những cái điều mà các bạn đã đúc rút, những cái cảm xúc, những kinh nghiệm, những cái bài học của mình ở trong quá khứ. Đấy, thì các bạn sẽ đúc rút được để tạo lập một tương lai nó tốt đẹp hơn. Trước đây thì mình chưa nghĩ về cái vấn đề mà tạo lập một cái cuốn nhật ký trực tuyến như này. Có khi là mình đăng những cái bài viết này, những cái video thì để câu like, câu thì là lượt share đấy. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là mình cần phải là suy nghĩ về cái vấn đề này, và mình sẽ chỉ đăng những cái gì mà mình thực sự nghĩ là mình lên đăng để có thể là tốt cho mình, hữu ích cho mình ở trong tương lai. Mình sẽ không đăng những cái thứ để chỉ để câu like nữa, không mong đợi quá nhiều từ cái việc mà đợi cái lượt like, lượt share từ mọi người nữa. Thì mình nghĩ là các bạn cũng nên suy nghĩ về vấn đề này. Và một cái điểm khác biệt của một cuốn nhật ký trực tuyến và một cuốn nhật ký thông thường ấy, là đó là với một cuốn nhật ký trực tuyến ấy, thì bạn có thể là lưu trữ một cách gần như là vô hạn, và bạn có thể là xem lại và cập nhật thông tin ở bất cứ khi nào, bất cứ thời điểm nào mà bạn muốn. Đấy, thì cái đấy là cái điểm tiện lợi của cuốn nhật ký trực tuyến. Nhưng mà cái điểm mà mình thấy là nó hơi khuynh hướng là nó không tích cực lắm, đó là khi mà mình chia sẻ những thông tin như vậy thì mình quá mong đợi những like và share từ mọi người, nên là mình dành quá nhiều thời gian để mình lướt bản tin hay là mình nhắn tin với mọi người. Đấy, thì nó rất là tốn thời gian của các bạn, nên là mình nghĩ là các bạn nên tạo một cái tài khoản nhật ký trực tuyến mà không kết nối với ai cả, để có thể tập trung để viết những cái dòng suy nghĩ, tâm trạng hay là bài học của mình. Nếu vậy thì bạn đã có một cuốn nhật ký trực tuyến đủ tốt. Như là một cuốn nhật ký trực tuyến đủ tốt, đó là cuốn nhật ký đó thì có những cái thông tin hữu ích để giúp ích cho bạn trong tương lai, và bạn có thể nhìn vào đó để đúc rút được những cái bài học cho mình ở trong tương lai. Thì thông thường ấy, thì để có một cuốn nhật ký trực tuyến đủ tốt ấy, thì các bạn cần phải cho nó những cái thông tin tốt và hữu ích. Thì mỗi khi mà các bạn đăng lên đó ấy, thì các bạn nên suy nghĩ về cái việc mà mình có lên đăng tải cái thông tin này lên cái cuốn nhật ký trực tuyến của mình hay không, cái thông tin này có thực sự hữu ích không, và thông tin này nó có cần thiết không. Thì các bạn nên suy nghĩ về cái điều này trước khi các bạn đăng tải lên, các bạn update vào cái cuốn nhật ký trực tuyến của mình. Sang điều số 3, đó là các bạn nên xem lại cái thông tin ở trong cái cuốn nhật ký trực tuyến của mình một cách thường xuyên. Chẳng hạn như là sau khoảng một vài tháng thì các bạn sẽ xem lại để xem là mình đã có những cảm xúc gì ở trong quá khứ, những cái bài học là mình đã rút ra được, và mình sẽ áp dụng như thế nào để cho nó phù hợp, để cho nó cải thiện hiện tại nó tốt hơn. Đấy, thì sau một khoảng thời gian ấy, thì các bạn nên là xem lại cuốn nhật ký trực tuyến của mình, thì để nó làm điểm tựa, làm bài học cho tương lai. Và cái cách để tạo một cuốn nhật ký trực tuyến ấy, thì đó là các bạn có thể sử dụng tài khoản Facebook này, Twitter hay là Instagram, thì đó là tùy theo các bạn thôi. Các bạn cảm thấy thích cái tài khoản mạng nào thì các bạn sử dụng cái tài khoản mạng xã hội đó để có thể là tạo lập cái cuốn nhật ký trực tuyến của mình. Và điều cuối cùng đó là các bạn nên bắt đầu cuốn nhật ký trực tuyến của mình càng sớm càng tốt, thì để làm cơ sở cho tương lai của mình nó tốt đẹp hơn. Ok, thì vừa rồi là cái phần chia sẻ của mình về cuốn nhật ký trực tuyến là gì, và cái cách để tạo lập một cuốn nhật ký trực tuyến đủ tốt. Thì nếu các bạn thấy video này của mình là hữu ích thì nhấn like, share và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nhé. Đừng quên comment những cái điều các bạn học được hay là cái góc nhìn của bạn về cái vấn đề này ở dưới phần bình luận, và mình sẽ sớm quay lại ở trong một video trong thời gian tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video dưới sách của mình lần sau. Xin chào.